Em tên Lê, năm nay 22 tuổi. Bạn đang làm nghề gì? Em đang học quản trị du lịch ở Đại học Nghệ. Ok, và bây giờ mình sẽ đến với phần thi của bạn Linh Đan với khu được mang tên Vết Mưa. Mong cho cơn mưa tặng cho yêu thương không